Chào mọi người, mình là Lấy Cá TV. Hôm nay mình thay mặt người cá Ti-un nhắn với các bạn điều này. Người cá Ti-un đang rất bận rộn giải cứu cho đồng loại chúng mình và các loài vật khác, rất vất vả. Lại phải mất thời gian làm clip cho các bạn xem, nhưng cũng không được ủng hộ nhiều. Nên các bạn, Lấy Cá của mình đã đề nghị với người cá Ti-un đừng làm clip về tụi mình nữa. Ngay cả việc đơn giản, người cá Ti-un kêu gọi mọi người hãy đăng ký và chia sẻ video thật nhiều, để giống loài rái cá của mình được nhiều người biết đến, để không còn bị bắt bán sang nước ngoài nữa. Nhưng các bạn cũng không giúp, mà chỉ gọi phone và nhắn tin làm phiền người cá Ti-un liên tục hỏi mua rái cá hoài vậy. Mình cũng không thích nói chuyện với các bạn nhiều nữa đâu, mình bút tiếp đây. Mình rất bận bú sữa để mau lớn, để có thể phụ người cá Ti-un chăm sóc bảo vệ cho các bạn đồng loại của mình. Nếu các bạn muốn người cá Ti-un tiếp tục ra clip thì cứ nhấn đăng ký nhiều vô đi nha. Bye bye.